35 năm nay, vì muốn báo hiếu cho cha tôi mà tôi buộc phải nuốt ngược nước mắt. Ngày nay đi tìm công lý cho cha tôi, cô ký giả Đặng Phong, là một hành trình nhiều cam go, nhưng cuối cùng đã cho tôi nhiều phần thưởng. Một trong những phần thưởng đó là sự hợp tác và yểm trợ của ngày càng đông các nhân chứng biết rõ nội tình và cách hoạt động của băng đảng tội ác Việt Tân. Phim này giới thiệu 5 nhân chứng. Kinh nghiệm của họ sẽ giúp cho người xem hiểu rõ thêm về bản chất của băng đảng tội ác này. Sự lên tiếng của họ sẽ thuyết phục nhiều nhân chứng khác bước ra ánh sáng để phơi bày thêm nữa những sự thật mà mọi người có lòng với cộng đồng và dân tộc cần biết. Tôi tên Thầy Tư, vượt biên qua Mỹ 1979, khoảng năm sau 80-81 gì đó, thì gia nhập Trại Quốc gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam của khóa Đề Đốc Hoàng Cơ Minh. Lý do tại sao anh lại muốn tìm tới tôi? Thì mình cũng muốn chia sẻ cái niềm đau của người một người trong gia đình bị ám sát, nhưng mà tại vì cái hình thức ám sát đó, nó khác với mình. Hồi xưa đó, mình không có tính mấy người đó, mấy người mà đối lập với những cái tiếng nói của mặt trận đó, mình không có nghe. Tại vì từ trong nước thì mình phải có đối lập, cái đó là hành chính dân chủ, mình không có chấp nhận cái gì. Tôi có coi cái phim, cái cuộn phim Terry Little Saigon, tôi coi đi coi lại là lúc mà AC Thompson hỏi anh có biết K9 không? Hình như anh trả lời biết đúng không anh? Ai là người giới thiệu anh tới? Cũng không ai giới thiệu, nó đi lên thôi. Thì nó thấy những anh em nào mà đang nổ, mà cũng như là nhân tay đó, thì nó mời, thì trong đó có mình thầy. Mà có mời anh? Không, nhưng mà anh không muốn. Mà cái K9 đó, theo anh biết thành lập năm nào nhớ không? Trước mặt trận hay là cùng với mặt trận hay ở trận hay là sau khi tân hay làm sao? Thế là K9 có thật hay không? Thì mình nghĩ K9 nó khó lắm. Cảm ơn anh đã ra gặp tôi. Cái này là cái gì vậy? Cái này là tuyên thệ. Tuyên thệ làm cái gì anh? Tuyên thệ là vô đảng. Ok, vô đảng thì cần phải tuyên thệ. Anh phải tuyên thệ. Còn nếu không tuyên thệ thì sao? Thì không có vô đảng. Như vậy tôi hỏi anh, những người mà muốn xâm nhập vào Việt Nam bắt buộc phải tuyên thệ hay là không? Bắt hết. Tôi ở bên đó là toàn bộ gì? Phải vô hết. Phải vô hết. Còn nếu không vào, anh có được vào xâm nhập vào Việt Nam không? Mặt trận Hoàng Cơ Minh với Việt Tân, cái sự liên hệ của nó là sao? Đây, bây giờ cái đảng Việt Tân là do Hoàng Cơ Minh thành lập lên. À, như vậy, mà lúc đó là cái gì? Tôi quyết đồng rưỡng mà, không ai quyết đồng rưỡng đâu. Nhưng mà anh với ông Hoàng Cơ Minh là cái gì? Cận vệ của ông hay sao? Tôi là ông quyết đồng, ông bảo vệ ông. Để tôi nói cho rõ, lúc nãy tôi không hiểu. Có nghĩa là các lãnh đạo của Việt Tân và lãnh đạo của mặt trận Hoàng Cơ Minh là một, đúng không anh? Đúng. Có nghĩa là một mà hai, hai mà một. Ok. Có khi nào anh thấy xuất hiện cái lá cờ nằm ở 86, 84, 85 gì không? Cái năm 86, 84 đâu vô làm. Khi tuyên thệ thì lúc đó lá cờ mới ra. Ok, tôi hiểu rồi. Để ta nói rõ lại. Cái lá cờ có xuất hiện trong cái chiến khu trong năm 86. Anh nói về chi tiết cái Đông Tiến 2 đó. Lúc mà các anh đi là đi về vũ khí như thì cứ một người cứ súng. Qua nó là 2 ngày đụng. Cái tháng trời không quận mình cứ sạc. Tôi bị bắt là ngày 2 tháng 8 tôi bắt. Tại sao anh bị bắt? Tôi nằm không sao mà quất lên, buổi sáng nó quất lên mà tan thành nó luôn. À thành ra anh đi trước, anh thoát trước hả? Rồi lúc thoát thì anh bị bắt. Mà anh có khai gì không? Có cái gì, khai cái máy cho mình đi làm sao, khai hết chứ. Mà lúc mấy giờ ông không, mình chết chưa? Chưa. Lúc mà anh khai, anh có lỡ anh khai là ổng có trong cái gì, cái Đông Tiến 2 không? Trước khi bị bắt, nó đã bắt người mà nó khác nhiều cái bộ. Rồi bắt mấy anh kia, ông khai hết rồi. À,
có nghĩa là anh không khai, người khác cũng khai. Không khai rồi nó đoán ngay, nó biết đó. Tôi là Nguyễn Thanh Tú. Trước khi vào đề tài, tôi muốn chứng minh anh là người thật trình bày sự thật. Vì thế tôi có mấy cái câu hỏi tôi muốn hỏi anh. Câu hỏi thứ nhất á, anh có tên Đảng không? Có. Tên Đảng có đây rồi. Cái thứ hai đó, lúc mà ở trong chiến khu số 234, người đó là ai? 24 là chủ tịch của các bạn. Anh nhận anh này tên là ai? Ông Bà Thấu. Anh này Trần Đế, Lê Đình Bảy. Anh này Thạch Xuyên Ly. Làm sao anh biết họ? Các chung nhau mà mấy năm luôn. Mấy chục năm nay anh sợ bị tan, anh trốn đúng không? Đúng. Okay, anh có chia sẻ về chuyện đó. Kiếm xử tử luôn. Người nào xử tử anh? Nó tóm này tán đi tán. Nhưng mà người nào? Lúc năm 99 á thì tôi gặp trên điện thoại nhờ báo mỏ nè. Có báo, có dân phòng báo mỏ. Trong dòng kháng chiến có mọi điện thoại vô. Gặp người trong trực tăng cho băng á. Cái người hỏi tôi, anh ai hỏi tôi, kim tôi phòng làm gì, tôi khách ngộ thủy kháng chiêu quân từ kim cục ai cho gặp chiêu kim nói chuyện. Và hai ngày sau thì kim gọi vô cho hỏi chứ kim sao thầy mất thằng dòng giáo hoài vậy, mất 887 mất rồi dòng giáo thì chiếc kim nói thôi chứ phải à mình phải giấu nó là cả kháng quân kháng nhũ đây mất tinh thần nói chiếc kim sai phấn khởi lên thì các thầu chứ từ có hạnh chứ. Tại sao mà cái gì thằng nó sai đó sẽ dạy xuống kia nó được à, nó nói xong tôi hỏi chiếc kia mà tôi nghe nói mình đây có 20 triệu số tổng số tiền thấu được gần vào cho 20 triệu chiếc kia sẽ xây nhà gửi cho tôi thấp trụ cái dùng tâm trụ ghép được không chiếc kia chứ chiếc tỷ tôi có à bây giờ ông nói có đó nói chuyện tôi cảm kia nếu có sự kiện tôi cảm ơn anh cho họ kia hỏi tôi chiếc tỷ à chứ không có gì hết trơn. Thì đất, thì năm, thì rồi. Ủa, thì sao gì hết. Về đi, mình cứ từ cái nói cho nó máu bình thường. Chứ mình. Nghĩa là ông suối ông đúng. Về nước. Thì về đi, bình thường. Theo ông nghĩ thì tại sao ông kêu ông về Việt Nam? Sao thì tìm hiểu từ mới biết. Ý anh muốn nói cái gì là ông muốn gài ở anh về Việt Nam thế hả? Đúng. Mấy chục ngày anh trốn mà năm anh, mà bây giờ anh ra mà. Lý do gì anh ra mà anh không sợ là sao? Dù chưa tại sao trốn. Ừ. Chứ hút. Chứ đó, báo tôi biết. Chứ thấy, ông lộng kiếm ông. Kiếm gì không kiếm gì sao kiếm ông gặp ông bắt ông lúc tôi không biết hỏi kiếm học tôi hỏi ông thôi hỏi tôi vậy không thấy đâu tôi biết rồi tôi chống luôn mà thật sự tại sao kiếm tôi còn không kiếm kia mà tôi nắm hết mười phần trong nội bộ tôi biết trăm phần còn chắc vui không biết anh Ngô Tỷ tại sao anh liên lạc tôi vậy. Tiền xong mà nhờ coi phóng sự làm mới biết chim ly thực tế có thấu đền bảy tôi nên là những người đó được mặt trận quốc trọng những nhóm người ta cảnh thành cấp dưỡng nuôi dưỡng khi người nghe phóng vấn nói là thành quá trong tù có một trong nuôi luôn tôi bắt tôi muốn anh nói vài lời với những người cũng tham gia vào cuộc tập điều tra đừng mang đến người nào, đừng tham gia, đừng tham gia người tham gia nữa, bỏ đi, không lợi mình đâu, chỉ làm cho người ta ăn không à, đừng đó có ví dụ, đang siêu quá mình làm sao hưởng á, đừng rồi, bắt đứng ra, tôi đã ly khai, không phải là đảng viên cần, đi bỏ ly khai, lý do gì á, sao còn cái mày mang cái mắt nhục nhã làm gì? Anh Định anh là một trong những người đang làm việc cho Đại Á Châu Tự Do đã gọi tới tôi để chia sẻ những chuyện về ông Nguyễn Văn Khanh. Tôi muốn biết lý do gì mà ngày nay ông muốn lên tiếng. Là một người làm báo
thì chúng tôi nghĩ là có nhiệm vụ luôn luôn với sự thật. Và rồi khi chúng tôi được biết về hoàn cảnh của gia đình anh, có cha là một đồng nghiệp của chúng tôi đã bị ám sát khi chỉ hỏi lên tiếng cho sự thật. Và điều này không nói riêng tôi mà hàng triệu người giỏi những lá thơ của đàn ông Nguyễn Thành Tú đều biết, thì chúng tôi thấy là cần phải nói lên sự thật, cần giúp cho anh tìm được công lý, sự thật, và những người có trách nhiệm trong cái án mạng của án mạng đó phải được đưa ra trước ánh sáng công lý. Có khi nào ông Khanh ông giới thiệu cô Trinity Hồng Thuận này với anh? Không phải riêng tôi đâu, ông nói nửa đùa nửa thật. Tôi nói đây là con gái nuôi của tôi đấy. Con gái nuôi? Thì dù người nghe chứ phải dù yên tôi. Anh Đình, tôi cảm ơn em. Cảm ơn anh cho tôi cái duyên được nói lên một số những điều mà chúng tôi nói là mắc thấy và tại này. Sư Nguyễn Công Chính là hội trưởng của Giáo hội Luật sư Việt Nam và Hoa Kỳ và cũng là chủ tịch của Hiệp hội Thông công Tin lành các dân tộc Việt Nam và cái người cũng đồng sáng lập cái Hội đồng Liên tôn Việt Nam, và hiện giờ thì tôi đang là cái người được ủy nhiệm cái công việc đại diện cho Hội đồng Liên tôn Việt Nam ở hải ngoại. Khi mà tôi viết cái đơn là tôi không làm chung với ông Quang được, thì có một cái cuộc điện thoại là gọi cho tôi và hỏi rằng là một sư không hợp tác làm chung với Manalai nữa đúng không? Thì tôi nói tôi không làm, vì tôi với ông Quang không làm chung. Thì họ khẳng định là có việc này rất là quan trọng, thì sư cho biết chính xác từ đó tất cả. Người đó không cho biết tên chứ hỏi này. Và trong những cái năm đó thì hầu như các cái mối quan hệ của bên ngoài thì không ai liên lạc, không ai liên tưởng hết, cả trong nước luôn. Tôi với Linh Mục Lý rất là thân, nhưng cuối cùng nói chung là các cái mối quan hệ, cái ảnh hưởng tôi từ trong và ngoài nước thì không còn có thứ ảnh hưởng. Theo những gì mục sư nói thì cái ngọn lửa mà đưa mục sư vào tù là Nguyễn Hồng Quang. Không phải ngọn Nguyễn Hồng Quang nữa, mà ở đây nó còn có nhiều vấn đề khác nữa. Tại vì ông Nguyễn Hồng Quang trực tiếp làm việc với Việt Tân. Những ai mà không đồng lòng làm việc ông Nguyễn Hồng Quang hoặc là đi ngược lại, có nghĩa là chống lại Việt Tân. Mục sư chỉ lo về tôn giáo, đúng không rồi. Muốn vào đảng gì cả. Đúng rồi. Việt Tân là đảng, mà mục sư không chấp nhận đảng Việt Tân. Từ khi cái cú điện thoại gọi như vậy, mục sư bị cô lập liền, từ đúng ngoài nước và trong nước. Đúng. Chính quyền Việt Nam không thể nào tự động gõ cửa mà đòi mục sư bỏ mục sư vào tù. Cái ngọn lửa khác đưa mục sư vào tù.